Vào một ngày cuối hạ, chúng tôi được Thượng tá Nguyễn Bá Châu, đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, đón sang bản Đen Vi Lai, huyện Mường Nòng, tỉnh Sa Văn Na Khệt để đi tìm phần mộ của một liệt sĩ thuộc binh đoàn 559, hy sinh năm 1969 trên đất bản Lào. Bây giờ đang ở vào thời điểm cuối mùa khô, xe ô tô bán tải vẫn có thể qua lại dòng Sepol. Ban đêm, nhưng bà con Vân Kiều vẫn còn tranh thủ ra sông lấy nước. Dừng chân ở bản Đen Vi Lai, bữa cơm tối đạm bạc đã được dọn sẵn. Khách mời của đội 584 hôm nay, ngoài chúng tôi, còn có thêm vài anh cán bộ người Lào từ huyện Mường Nòng về cắm bản để xây dựng khu kinh tế mới Đen Vi Lai. Gần 5 giờ sáng, đội trưởng Nguyễn Bá Châu đã báo thức. Đúng 6 giờ sáng, mọi người tranh thủ ăn vội để hành quân. Từ bản Đen Vi Lai, chiếc xe tải hiệu Hyundai đưa chúng tôi ngược theo hướng Tây Nam khoảng 6 cây số đến với bản Ba Lò. Người Vân Kiều ở bản Ba Lò niềm nở đón khách. Thượng tá Nguyễn Bá Châu giới thiệu với mọi người về hai người dẫn đường là già làng Khăm Viên và Cu Diên. Họ là hai anh em con nhà chủ bác. Trong chiến tranh, cả hai đều sinh sống trên đất Lào. Hôm nay, già làng Khăm Viên và Cu Diên sẽ đưa những người lính đội quy tập mộ liệt sĩ 584 đi tìm phần mộ của bộ đội Việt Nam hy sinh tại khu vực núi Tăng Hân gần với bản Ba Lò Nước. Theo già làng Khăm Viên, liệt sĩ tên Song là chính trị viên trạm giao liên 26B, quê gốc ở Quảng Bình, hy sinh trong trường hợp đánh nhau với lính biệt kích Mỹ vào khoảng đầu tháng 10 năm 1969. Men theo con đường đi rẫy của đồng bào Vân Kiều, chúng tôi lặng lẽ vượt qua hàng chục quả đồi sạc sơ vì nắng hạn. Sau gần 3 giờ đi bộ, mọi người bắt đầu thấm mệt. Đã vậy, càng đi về phía trước, dốc núi càng cao, nắng cứ như đổ lửa. Già làng Khăm Viên 80 tuổi, còn ông Cu Diên cũng gần 70. Vậy mà hai người vẫn kiên cường bám đồi hình. Có lẽ vì hai ông là con của núi rừng nên mới không biết mệt. Tìm về nơi liệt sĩ Song ngã xuống, già làng Khăm Viên như được sống lại bao kỷ niệm của những năm chiến tranh. Kỷ niệm khó quên nhất là tình cảm bộ đội Việt Nam đã dành cho bản thân ông cùng dân bản từ bát cơm, hạt muối, chiếc áo và cả những câu chuyện về những chàng trai, cô gái tuổi 18 đôi mươi trên đường đi đánh Mỹ. Là có khổ không? Rừng nồi. Là bên bên hang đá. Hay bị mất máy bay thì nhiêu? Thả bom này. 7 năm. 7 năm ở chỗ này phải không? Ở bộ đội giao liên. Tôi ở bộ đội có bộ đội là làm mình tính mà tôi vào là năm 62. 62 vào bộ đội. Mà tôi ra là 73. Hồi ức sâu lắng, thi thoảng xen lẫn tiếng cười giòn tan, khiến chúng tôi đang đi giữa núi rừng Trường Sơn mà vẫn cứ nhớ Trường Sơn đến nao lòng. Trường Sơn thác bay trong mây, đá tai mèo xô ngang ngực. Hùng ơi, tao đã qua đây, dòng thứ ai khắc bằng mũi dao găm. Rừng sang lẹ ầm ào nhắc lại, Hùng ơi, tao đã qua đây. Trước khi bước chân vào rừng già, chúng tôi đi qua một bãi hoa mua. Thật là nghịch lý, trời càng nắng và gió thì hoa mua càng chạy hết mình để khoe sắc. Nhưng cũng từ đây sẽ không còn lối mòn, mọi người buộc phải tự mở đường, cắt rừng để đi tiếp. Hết xuống suối, lại leo dốc. Chúng tôi bỏ lại sau lưng dãy núi Sa Riềng trùng điệp và con suối Sa Rèn không rõ chạy về đâu. Gần 4 giờ chiều, mọi người cùng đến được với bản Ba Lò Nước để hạ trại qua đêm và triển khai công việc tìm kiếm phần mộ liệt sĩ Song. Không kịp nghỉ ngơi,
Già làng Khăm Viên cùng cu Diên vội vã đi tìm vị trí trạm giao liên 26B để xác định nơi mai táng liệt sĩ xong. Con hỏi bố là cái đường vô trạm á, trạm chỗ nào? Đây. Cái đường này á? Cái đường này. Này. Từ đây vô trạm có xa không? Cái đây vô trạm là đèn suối mới. Theo già làng Khăm Viên, quân số trạm giao liên 26B có một tiểu đội vừa có nhiệm vụ dẫn đường cho bộ đội chủ lực, vừa hỗ trợ vận chuyển thương binh, tiếp nhận lương thực và tổ chức sản xuất như chăn nuôi gà, lợn, trồng bầu bí, trỉa ngô. Già làng Khăm Viên vẫn nhớ như in tên của những người lính mà ông đã gắn bó. Thì tôi là đồn vị đây là với ông quê với là ông Trọng này là hy sinh ấy, là như là người một nhà đấy. Đấy thiết ông vị này thường bò là thường nhất. Khu vực được xác định là nơi đồng đội đã mai táng liệt sĩ sông sau trận đánh với lính biệt kích Mỹ trên núi Tăng Hân lúc gần 12 giờ trưa đầu tháng 10 năm 1969, sát với con đường giao liên. Ngày ấy, ông Cu Diên mỗi lần đi ra suối lấy nước, mang lên rẫy, vẫn nhìn thấy rõ phần mộ có gắn bia bằng nhôm máy bay Mỹ. Sau hơn 40 năm, trạm giao liên 26B thuộc binh đoàn 559 với những dấu tích như hầm hào vẫn còn rõ nét nên ai cũng khấp khởi mừng và hy vọng. Ngày thứ ba, từ sớm tinh mơ, mọi người vội vã ăn sáng để lên đường. Từ nơi mắc vòng đến địa điểm tìm kiếm phần mộ liệt sĩ sông mất khoảng hơn 30 phút đi bộ. Khu vực khai quật nằm sát ngay lối mòn là con đường giao liên trong chiến tranh. Cả đội chia nhau thành nhiều tốp, mỗi tốp 3 người để đào những đường hào dài. Sau một ngày đào sới trên diện tích khoảng gần 200 mét vuông với độ sâu khoảng 1 mét nhưng chưa có kết quả. Cuối cùng, mọi người quay về nơi hạ trại nghỉ ngơi để tiếp tục cuộc tìm kiếm vào ngày hôm sau. Màn đêm giữa đại ngàn buông phủ thật nhanh, mọi người dần chìm vào giấc ngủ. Song dư âm câu chuyện kể của Khăm Viên về chiến tranh, về những cô gái thanh niên xung phong có mái tóc thật dài, về những người lính trẻ vượt trường sơn dưới mưa rừng tầm tã. Những địa danh như bản Phriềng, trạm giao liên 19A, bệnh viện 68, núi Piêng Sa Vết, Tia Sa Pong, núi Ca Lo cứ chập chờn đi vào giấc ngủ. Ngoài kia, tiếng côn trùng nị non gọi bạn, tiếng lá cây xào xạc, tiếng nước suối róc rách như đo đếm nhịp bước thời gian. Tất cả hòa quyện vào đêm sâu của đại ngàn không có tuổi. Ngày thứ tư, chúng tôi cùng những người lính đội 584 vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm. Mỗi người một việc, không ai bảo ai, tất cả đều cổ sức để mong sớm tìm thấy phần hài cốt đồng đội. Thượng tá Nguyễn Bà Châu là người lo lắng nhất, vì nếu chưa tìm thấy phần mộ liệt sĩ sông như thông tin của già làng Khăm Viên và Cu Diên cung cấp, thì những người lính của ông sẽ còn phải quay lại nơi đây để tiếp tục tìm kiếm vào năm sau và có thể là những năm sau nữa. Đến cuối ngày, mặc dù là đào trên diện tích hơn 300 mét vuông nhưng vẫn không có kết quả. Tâm trạng mọi người như trùng xuống, vì khi chưa tìm thấy phần mộ của liệt sĩ cũng đồng nghĩa là chưa hoàn thành nhiệm vụ. Không thể tiếp tục tìm kiếm giữa mênh mông đại ngàn, thay vào đó cần phải có thêm thông tin để xác định đúng địa điểm mai táng. Chúng tôi đành chia tay dãy núi Tăng Hân, trở lại vị trí đóng quân và đợi đến sáng hôm sau để quay trở về. Ngày thứ năm, ngày cuối cùng của chuyến đi, vẫn là con đường cũ, vẫn là lối đi giữa rừng, vẫn là những quả đồi cháy nắng mà chúng tôi vừa mới đi qua. Nhưng sau hôm nay, con đường hình như dài hơn, xa hơn và cũng khó đi hơn. Mọi người bước đi trong lặng lẽ, nhưng ai cũng cố ghi nhớ lấy dấu vết rừng lối đi để rồi năm sau nhất định sẽ còn quay trở lại. Còn với chúng tôi, một chuyến đi dù hãy còn dang dở, nhưng cũng là dịp để hiểu rõ hơn, để trân trọng hơn
công việc thầm lặng mà thiêng liêng của những người lính vẫn miệt mài đi tìm đồng đội giữa cuộc sống hôm nay.